Thói quen quan trọng hơn số tiền. Nếu muốn biết anh chị nào đó thành công thật sự hay không, hãy nhìn vào thói quen của họ. Thói quen thịnh vượng quyết định một cuộc đời tương lai thịnh vượng. Đa số các anh chị có một cái thói quen không hề tốt, đó là thói quen trì hoãn. Thói quen trì hoãn khiến cho chúng ta cảm thấy là hối tiếc. Và cách duy nhất để thay đổi cái thói quen trì hoãn là hãy rèn luyện cho mình những cái thói quen thịnh vượng. Thói quen thịnh vượng đầu tiên là bỏ quỹ tự do tài chính. Mỗi ngày các anh chị hãy sắm cho mình một cái lọ trong suốt, và hàng ngày các anh chị bỏ tiền vào sáng, trưa, chiều, tối. Và theo luật hấp dẫn, tập trung điều gì thì điều đó mở rộng, thì tiềm thức của anh chị sẽ tỏa ra một cái tần số năng lượng, thu hút những cái nguồn lực đưa đường dẫn lối, giúp cho các anh chị tiến tới cái sự tự do tài chính. Thói quen nó quan trọng hơn là số tiền. Số tiền mà anh chị bỏ vào quỹ tự do tài chính này bao nhiêu nó không quan trọng. Quan trọng là có cái thói quen anh chị hướng dòng tiền đi vào. Lúc đầu có thể là anh chị không có nhiều tiền, thì anh chị có thể bỏ là 5.000, 10.000, 20.000, 100.000. Lúc sau thu nhập của anh chị gia tăng nhiều hơn, thì các anh chị có thể là bỏ 1 triệu, 2 triệu và 5 triệu, tùy theo mức tài chính của mỗi người. Quỹ tự do tài chính nó giống như là một cái thỏi nam châm, thu hút những cái nguồn lực, những cái sự kiện, những cái con người, giúp cho các anh chị tiến đến cái sự tự do tài chính. Chính cái quỹ này nó sẽ giúp cho các anh chị đầu tư vào những cái tài sản sức khỏe và tài sản trí tuệ. Và nhờ cái tài sản về sức khỏe, tài sản về trí tuệ mới giúp cho các anh chị làm ra được cái thu nhập nó cao hơn. Thói quen thịnh vượng số 2 đó là chúc mừng thành công của người khác. Khi mà các anh chị cứ thấy người khác có thành công để chúc mừng thì tiềm thức của các anh chị nó cảm nhận được rằng là chủ nhân của mình rất là thích thành công, và nó không biết được rằng là đây là thành công của bạn hay là thành công của người khác. Bạn thích cái chiếc xe đó, bạn thích cái ngôi nhà đó, bạn thích có cái thu nhập giống như cái người đó, và nó chỉ biết rằng là đồng ý và cho thêm, yes and more, thu hút thêm những cái sự kiện, những cái con người giúp cho các anh chị có được cái thành công mà anh chị mong muốn. Thói quen thịnh vượng số 3, ghi nhận thành công, công nhận những cái thành công mà mình đang có. Khi mà chúng ta cứ liên tục tập trung vào cái sự thành công thì tiềm thức bên trong của mình nó biết rằng là mình đang hướng tới cái sự thành công đấy, thì nó sẽ mang những cái sự kiện, những cái nguồn lực giúp cho mình càng ngày càng thành công hơn. Có thành công nhỏ thì mới có thành công lớn. Nếu như mà ngày hôm nay các anh chị có tiền về là 10.000, 200.000, 1 triệu hay là 2 triệu, cứ có tiền về là một phúc lành, không có phân biệt tiền ít hay tiền nhiều. Và tập ghi nhận thành công thì mình mới tỏa ra được một cái tần số năng lượng, thu hút nhiều cái nguồn lực sự kiện giúp cho mình có nhiều tiền hơn. Thói quen thịnh vượng số 4 là liên tục học kinh nghiệm thành công của người khác. Nếu như một ngày các anh chị học thêm cho mình một cái kinh nghiệm thành công của người khác thì trong vòng 30 ngày các anh chị sẽ có thêm 30 cái kinh nghiệm thành công. Tất cả những cái thói quen này được gói gọn trong một cái chương trình Zoom vào lúc 20:30. Việc của bạn là chỉ cần có mặt vào chương trình Zoom lúc 20:30 là anh chị đã được rèn luyện tất cả những cái thói quen này mỗi ngày, và anh chị lặp đi lặp lại những cái thói quen này liên tục trong vòng 30 ngày, trong vòng 6 tháng. Nó sẽ giúp cho các anh chị thiết lập những cái thói quen thịnh vượng. Thì bao nhiêu anh chị ở đây mình sẵn sàng dành 6 tháng để rèn luyện cho mình những cái thói quen thịnh vượng, và sau đó mình sử dụng những cái thói quen thịnh vượng này, mình sống và làm việc và tạo ra cái sự thành công đến hết quãng đời còn lại của mình, thì theo các anh chị là có xứng đáng không ạ? Có nhiều anh chị nói rằng là 6 tháng sao mà lâu thế. Nhưng mà nếu như bây giờ anh chị ngồi chơi không thì 6 tháng nó cũng trôi qua. Nhưng mà chịu kiên trì kỷ luật, nó sẽ trở thành thói quen của mình, nó trở thành phẩm chất của mình, nó sẽ đi với mình suốt cuộc đời. Và bạn sẽ mãi mãi không bao giờ phải đau đầu khó chịu với những cái thói quen trì hoãn của mình. Mục đích của chúng ta là thiết lập thói quen thịnh vượng cho tiềm thức của mình. Và trước đây bản thân Hiền cũng không có những thói quen thịnh vượng. Hiền đã từng đi làm và kinh doanh online với rất nhiều sản phẩm khác nhau, với cái mong muốn là thay đổi thu nhập của mình. Những cái việc quan trọng thì Hiền hay trì hoãn và để dành ngày mai ngày mai. Có một cái mục tiêu là đi làm kiếm tiền để phụng dưỡng cho cha mẹ của mình. Nhưng mà thấm thoát 7 năm trôi qua, thu nhập của Hiền nó vẫn dậm chân tại chỗ là 5 triệu một tháng. Cho đến khi mà Hiền cảm thấy hết chịu nổi rồi, thì Hiền đã gặp được môi trường câu lạc bộ, gặp được người thầy của mình. Thì Hiền mới nhận được một cái bài học này, đó là trước khi mình muốn thành công thì mình phải sửa mình, phải sửa cho mình những cái thói quen thịnh vượng thì mình mới có thể tạo được cái cuộc sống thịnh vượng. Thì Hiền tập trung hoàn toàn rèn luyện thói quen thịnh vượng, Hiền kỷ luật liên tục trong vòng 6 tháng liền. Rồi ngày hôm nay Hiền đã có một cuộc sống tuyệt vời, Hiền chinh phục được những cái mục tiêu mà Hiền đề ra, và Hiền cảm thấy rất là mãn nguyện với cái cuộc đời của mình, không hề cảm thấy là hối tiếc như ngày xưa nữa. Và vì vậy nên Hiền đã cùng với người thầy của mình, cùng với môi trường câu lạc bộ trong suốt thời gian qua đã giúp đỡ cho hơn 10.000 anh chị thành công hơn, khỏe mạnh hơn, hạnh phúc hơn, xây dựng được công việc kinh doanh tự động hóa, tạo ra thu nhập thụ động. Nên là nếu như các anh chị nào ở đây mình đang có mong muốn cải thiện về tài chính, cải thiện về các mối quan hệ của mình và cải thiện sức khỏe của mình, và mong muốn gia tăng thu nhập, xây dựng một công việc kinh doanh tạo ra thu nhập thụ động cho mình, thì hãy hành động ngay lập tức, hãy cho phép mình được rèn luyện những cái thói quen thịnh vượng cùng với Hiền nhé. Thói quen thịnh vượng sẽ tạo ra cuộc đời thịnh vượng.